Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ tối giờ Cali. Ở Việt Nam đã kêu là bước qua là ngày thứ ba rồi. Hôm nay là đầu tuần nữa thì có rất nhiều những thông tin lớn các bạn. Chúng ta sẽ nhìn vào tình hình chung của thị trường tài chính. Và các bạn đã thấy được là ít ra ra thì chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã xanh lại một chút. Nhưng mà chúng ta đã thấy là có một thông tin rất lớn trong tuần này. Đó chính là hai ngày nữa đó sẽ là cái ngày mà Fed công bố lãi suất. Bây giờ đó thì khả năng Nhiên về là Fed sẽ tăng lãi suất hay là sử dụng nguyên lãi suất, chúng ta sẽ nói về thông tin này. Chúng ta cũng có những cái cập nhật lớn liên quan tới Bitcoin Spot ETF các bạn và có một cái clip rất là nóng liên quan đến Gary Gensler và ông đã nói gì trước khi mà nhận chức chủ tịch SEC. Chúng ta cũng sẽ chia sẻ một số những cái thông tin đã bật đến từ một số những quốc gia như là chúng ta sẽ nói tới là Singapore chúng ta sẽ nói tới Thái Lan, chúng ta cũng có một thông tin lớn đến từ Vương quốc Anh và nhiều những thông tin đặc bậc khác và đặc biệt chính là hôm nay ngài ngày ra tòa của Sam Free và các bạn đã biết là tuần vừa rồi đó thì Simon Free đã chính thức đứng lên để mà tự làm chứng và tuần vừa rồi đó thì các bạn đã biết là luật sư biện hộ là người mà hỏi chúng ta đang thấy ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mà công tố viên sẽ bắt đầu là chất vấn Simon Free thì Simon Free cuối cùng đã nói gì các bạn cuối cùng đó thì Simon Free cũng đã thú nhận một số điều thôi như chia sẻ chi tiết ở phần cuối của video này đầu tiên hết thì chúng ta hãy trở lại để mà nói về tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ các bạn nhìn thấy được là sao nhiều ngày đỏ đó hôm nay là một ngày rất là xanh cho chứng khoán Hoa Kỳ các bạn nói chung thì cũng đã hồi phục lại một phần so với những gì đã mất đi tuần vừa rồi các bạn nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq hôm nay đã có sự hồi phục là 116%, S&P 500 đó thì tăng 1.2 và Dow Jones hôm nay tăng 1.58% các bạn đã tăng lại 511 điểm Prime market thì bây giờ đó thì lại đỏ các bạn hy vọng là ngày mai nó không có đỏ như vậy chúng ta nhìn thấy được là nasdaq thì hiện bây giờ lại giảm 0.5% S&P Futures giảm 0.35 và Dow Futures giảm 0.16 và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu thì sao các bạn hợp đồng của dầu đó thì không thay đổi nhiều ở mức là 82 đô 62 cent cho một thùng dầu còn về vàng thì sao các bạn vàng đó thì vẫn hơn 2.000 đô cho một ounce vàng nhưng mà các bạn thấy cũng đã giảm xuống một chút ít so với lại cái mức cao của hồi thứ sáu lúc đó đó là tôi nhớ là khoảng 2016 17 đô cho một ounce vàng hợp đồng ngày hôm nay đó thì giảm nhẹ mà thôi nhưng mà vẫn trên 2.000 đô chúng ta có thể nhìn vào crypto thì sao các bạn nói riêng về bitcoin đấy thì không thay đổi nhiều chúng ta vẫn hơn 34.000 đô bây giờ là 34.320 nhưng mà cả ngày hôm nay đó có nhiều lúc các bạn thấy được là giá bitcoin đã tiến tới rất gần 35.000 đô ethereum đó thì các bạn thấy là vẫn hơn 1.800 đô không thay đổi nhiều ngày hôm nay Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái tin tức lớn nhất mà nhiều người đang trông chờ trong tuần này các bạn không có gì khác hơn đó chính là cái ngày mà Fed ra quyết định lãi suất tuần này các bạn và chúng ta còn một ngày 14 giờ nữa nghĩa là ngày 1 tháng 11 tại Hoa Kỳ thì khi mà nhìn vào hợp đồng tương lai bây giờ ra sao các bạn hợp đồng tương lai đó cho chúng ta nhìn thấy được là 95% là hợp đồng đang nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng mà nào mà theo dõi kênh một thời gian dài đó thì sẽ biết thường Fed sẽ quyết định nó tương đồng với lại hợp đồng tương lai, có nghĩa là chưa bao giờ chỉ số này làm chúng ta thất vọng các bạn, có nghĩa là khả năng rất là cao Fed giữ nguyên lãi suất các bạn và còn 5% còn lại thì sao? 5% còn lại đang nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất các bạn giảm không dám 25% và không có hợp đồng tương lai nào bây giờ. Đang nhiên về là Fed sẽ tăng lãi suất hết và những người nào mà xem kênh đây cũng đã biết là chúng ta cũng đang ước tính là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cái cuộc họp vào một ngày 14 giờ nữa. Và chúng ta cũng thấy một cái thông tin lớn ngày hôm nay đây chính là thông báo đến từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Các bạn có biết là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đã, đã thông báo là họ cần phải mượn thêm, có nghĩa là họ sẽ bán thêm công trái phiếu từ đây đến cuối năm nó nghĩa là trong quý 4 của năm nay cần thêm 776 tỷ đô la và trong quý 1 của năm sau nó nghĩa là từ tháng 1 tới tháng 3 năm 2024 thì họ sẽ cần thêm 816 tỷ đô la các bạn. Các bạn có thể thấy được con số mà chính phủ Hoa Kỳ bán công trái phiếu đó, cái số nợ công tăng lên cực kỳ chóng mặt luôn và các bạn nên biết là khi mà chính phủ Hoa Kỳ nói là cần phải vay mượn thêm như là bán công trái phiếu và khi mà Fed tăng lãi suất cung đồng nghĩa là gì các bạn Fed tăng lãi suất cung đồng nghĩa là bộ tài chính sẽ phải bán những công trái phiếu đó với mức lãi suất cao hơn cũng đồng nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ phải trả nhiều lãi suất hơn hàng năm các bạn và ước tính cứ tiếp tục như vậy thì bắt đầu năm sau đó cái chi phí trả lãi thôi chi phí trả lãi thôi sẽ còn cao hơn cả chi phí quốc phòng nữa thì các bạn thấy được là fed đang đối đầu với rất nhiều những sự kiện một mặt đó thì chúng ta nói là fed là một đơn vị độc lập không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một đơn vị nào như là bên nhà trắng nhưng mà trên căn bản đó cái áp lực chính trị rất là cao các bạn các bạn đã thấy được là năm sau là năm mà chúng ta sẽ có bầu cử tổng thống và bây giờ đó cái sự lo lắng đến từ thị trường, đó chính là nếu mà Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức này, đừng nói tới tăng các bạn cứ tiếp tục giữ lãi suất cho đến tháng 6 năm sau như là Chủ tịch John Powell nói đó thì hầu như ai cũng nghĩ là chúng ta sẽ đi vào một cái suy thoái tài chính rất là tệ và các bạn sẽ thấy được là không có bất kỳ tổng thống đương nhiệm nào muốn đứng ra tái ứng cử khi mà tình hình tài chính tệ như vậy. Đó là áp lực thứ nhất. Áp lực thứ nhì nữa thường mới vừa chia sẻ với các bạn, đó chính là liên quan tới lãi suất các bạn, lãi suất mà chính phủ Hoa Kỳ phải trả đó thì cũng dựa theo là Fed sẽ tăng lãi suất như thế nào hay là giữ nguyên lãi suất bao nhiêu lâu. Cho nên một mặt đó là đối đầu với là làm phát, một mặt khác đó thì vẫn phải cân bằng những thứ khác các bạn. Fed đang đối đầu với rất nhiều thứ trong khi mà chính phủ Hoa Kỳ bây giờ càng ngày càng cần thêm tiền và cần thêm tiền đến nỗi mà các bạn có biết là chúng ta nói tới hàng trăm tỷ đô la bây giờ đã nghe cảm thấy bình thường nhưng mà cái lần đầu tiên mà thường nghe nói tới con số là một nghìn tỷ đô la đó chính là trong lúc đại dịch các bạn lúc đó các bạn đã nhớ là cựu tổng thống donald trump ký cái gói cứu trợ đó lúc đó là hơn một nghìn tỷ đô la thường nhớ là một phẩy hai nghìn tỷ con số đó nó cực kỳ lớn và các bạn thấy được là chúng ta có rất nhiều bài báo nói về con số là một nghìn tỷ đô la như là chưa hề nghe nói đến các bạn con số quá lớn để chúng ta có thể tưởng tượng được là nó bao nhiêu tiền nhưng mà sau đó những gói cứu trợ cũng hàng ngàn tỷ đô la hầu như một nghìn tỷ trở thành một con số bình thường các bạn và chúng ta có thể thấy được là năm 2008 là cái năm mà chúng ta có khủng hoảng tài chính thì các bạn hãy nhớ là lúc đó đó chính phủ Hoa Kỳ đã bơm tiền vào thị trường cứu trợ những ngân hàng lớn đó để tránh cái sự sụp đổ tiếp tục tổng cộng số tiền lúc đó đó là cực kỳ lớn là 700 tỷ đô la các bạn 700 tỷ đô la để cứu những ngân hàng lớn như là JP Morgan thì các bạn đã thấy được là lúc đó đó thì ai cũng nói là wow số tiền này quá lớn, trong khi mà bây giờ chỉ một quý thôi, một quý thôi các bạn. Bộ tài chính đã muốn bán 776 tỷ đô la trái phiếu các bạn thấy được là cái đồng đô la đó, nó nó càng ngày càng nhỏ như thế nào và không chỉ riêng là câu chuyện đồng đô la các bạn tiền pháp định ở khắp nơi nó ngày là càng mất giá và một trong những cách mà thường hay chia sẻ với các bạn đó chúng ta nói tới đồng đô la tại vì đây là một thị trường lớn nhưng mà khi các bạn so sánh đồng đô la với lại tiền quốc gia của các bạn nếu như mà tiền đó mất giá lẻ hơn đồng đô la thì các bạn hãy tưởng tượng phần trăm lạm phát nó đang cao như thế nào cho nên nếu như mà các bạn có quen biết ai hay đang lưu trữ tài sản bằng đồng đô la đó, thì các bạn nên suy nghĩ lại một mặt khác chúng ta có thể nghĩ là tài sản tăng giá nhưng mà nghĩ ngược lại có thể là tài sản không tăng giá mà đồng đô la đang mất giá các bạn. Và hơn 10 năm qua tài sản tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới đó chính là Bitcoin các bạn. Và khi nhìn vào giá Bitcoin ngày hôm nay đây thì sau khi có sự tăng trưởng lên tới 35.000 đô các bạn thấy được là giá Bitcoin đã điều chỉnh xuống một chút nhưng mà vẫn hơn 34.000 đô các bạn. Ngay bây giờ đó là mức 34.332 đô nó tích lũy ở trên cái dùng là hơn 34.000 đô và chúng ta nhìn vào tổng thị trường đó thì vẫn còn rất tốt các bạn chúng ta nhìn thấy được là tổng số vốn hóa là hơn 1,3 nghìn tỷ vốn hóa ngày hôm nay đã tăng nhẹ một chút là 0.3% khi mà chúng ta nhìn vào một số những all coin thì các bạn thấy được là Ethereum thì tăng 1% ngày hôm nay mặc dù giá Bitcoin không thay đổi Ether bây giờ đã hơn 1.800 đô Chúng ta có những đồng cũng tăng rất là mạnh Trong cái top 10 này các bạn Chúng ta có Solana Solana các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua Đã tăng 8.7% Trong vòng một tuần qua đã, đã tăng 13.5% các bạn Và Solana đó các bạn nhìn thấy được là Trong vòng 30 ngày qua Đã tăng 68.5% Trước đó các bạn thấy là rất nhiều cái sự lo lắng liên quan tới là sàn FTX đang xin phép thẩm phán để mà bán tài sản và họ đu chữ nhiều Solana. Chúng ta cũng đã dành nhiều thời gian nói về cái vấn đề này. Trên căn bản đã phần lớn Solana mà sàn FTX đang lưu trữ đó thì vẫn bị khóa lại cho nên họ cũng không có cách nào bán đâu. Và các bạn thấy được là Solana cũng đã có cái sự tăng trưởng cao gần đây. Và đối với là Solana thì các bạn đã biết là gần đây đã công ty vàng ác cực kỳ Bolus về Solana, chúng ta cũng đã nói về cái nhận định của họ liên quan tới giá Solana có thể lên tới 3.200 đô năm 2030, nhưng mà nào mà muốn biết hơn thì hãy xem cái video ngày hôm qua, nhưng mà chúng ta cũng còn một đồng khác nữa mà cũng nhiều người quan tâm đến các bạn đó chính là Cardano, thì Cardano các bạn nhìn thấy được là ngày hôm nay đó cũng có cái sự tăng trưởng là 204%. và trong vòng một tuần qua thì tăng trưởng 7.3% cũng là một đồng mà tăng trưởng nhiều trong cái top 10 này các bạn và Cardano các bạn có thể nhìn thấy được là trong thời gian là 30 ngày qua đây thì tăng 18% đối với Cardano đó thì có một số nhưng cập nhật nhanh thống kê quý 3 cho thấy được là cái hệ thống của Cardano nên thì vẫn đang phát triển nhất là chúng ta nói tới cái stable coin ở trên Cardano đó chủ yếu là cái stable coin có tên là IUSD các bạn đây là cái đồng ổn định trên mạng lưới của Cardano thì tính từ quý này tới quý trước đó như là so sánh quý 3 với quý 2 đó thì cái vốn hóa của stablecoin trên Cardano đã tăng 16% và tính từ năm tới bây giờ đó thì các bạn thấy được là cái vốn hóa của stablecoin trên mạng lưới Cardano đã tăng 461%. Đây là dấu hiệu của cái sự tăng trưởng các bạn tại vì stablecoin rất quan trọng đối với hệ sinh thái của một nền tảng. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là tính về TVL nghĩa là cái số tiền lóc lại đó thì các bạn so sánh quý 3 với quý 2 đó thì cái số tiền lóc lại đã tăng 198% tuy là các phần trăm tăng thấy nhiều nhưng mà vẫn là một hệ thống nhỏ các bạn nói chung đây thì vẫn có sự tiến triển tại vì trước đây hệ thống của Cardano thì tổng số lượng tiền lóc lại xếp hạng thứ 34 bây giờ đã lên tới mức là 15 các bạn và chúng ta thấy được là cái số lượng địa chỉ ví sử dụng thường xuyên trên mạng lưới Cardano đã tăng lên tới mức là khoảng 41.137 địa chỉ ví trong quý 3 và tổng cộng đã có 192 dự án đã nhận được cái tiền tài trợ đến từ Project Catalyst. Tổng cộng là 50 triệu đồng ADA. À, và các bạn thấy được là Mithril cũng đã thành công ra mắt. Đây là một số những cái cập nhật nhanh liên quan tới Cardano. À, tại vì nhiều bạn cũng yêu thích Cardano và muốn Thùng chia sẻ thêm thông tin. Và bản thân Thùng thì vẫn đang lưu chữ Cardano và thường cũng lưu chữ một phần Solana các bạn. Đối với Solana đó thì... À, cho bạn đã thấy được là có một thống kê đến từ Missouri họ đã cho thấy được là đã 234 ngày liên tục mạng lưới solar đã không bị tắt nghẽn không bị ngưng hoạt động các bạn đã nhớ là Solana đã gặp rất nhiều những sự cố khi mạng lưới đã hoàn toàn như hoạt động các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là năm 2020 đã có hai sự cố như vậy. Chúng ta nhìn thấy được là năm 2021 đã có một sự cố như vậy vào tháng 9. Năm 2022 chúng ta đã có ba lần mạng lưới Solana ngừng hoạt động và chúng ta thấy được là cái lần cuối cùng mạng lưới Solana ngừng hoạt động đó chính là vào tháng 2 của năm nay và tính tới bây giờ là 234 ngày thì có phải là mạng lưới Solana đã hoàn toàn khắc phục vấn đề đó hay không thì thật ra đó cũng chưa có biết rõ ràng đâu các bạn tại vì hiện bây giờ đó thị trường vẫn chưa có sôi động như là lúc mà chúng ta nhìn thấy được năm 2021 khi mà thị trường sôi động rồi đó có nhiều người min NFT à, sử dụng ứng dụng DeFi có nhiều dự án bắt đầu IDO trên Solana thì chúng ta mới thực sự biết được là mạng lưới đã khắc phục rồi hay chưa cũng giống như là bây giờ chúng ta nhìn vào phí trên mạng lưới Ethereum đó, thì nhiều bạn sẽ nói là phí trên Ether bây giờ cũng rẻ mà đâu có gì đâu Nhưng mà tại vì các bạn chưa có gặp những trường hợp khi mà mạng lưới bị tắt nghẽn trên Ethereum các bạn lúc đó Thì cái phí trên Ethereum có thể lên tới là 30 đô chỉ để di chuyển Ether mà thôi Cho nên bây giờ cũng còn sớm đi nói nhưng mà ít ra cũng đã 234 ngày là không gặp vấn đề gì và nhìn chung đó các bạn thấy được là hôm nay cũng có nhiều màu xanh xuất hiện à các bạn thấy được là cũng có nhiều những cái ocon cũng tăng trưởng hôm nay chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới một số những cái thông tin lớn trước hết chúng ta sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về Bitcoin Spot ETF Updates các bạn à, Chúng ta có hai cái chia sẻ lớn Thứ nhất đó chính là liên quan tới Valkyrie Thì đây là cái đơn của Valkyrie các bạn Thì Valkyrie đó cũng như là một số những công ty như là BlackRock như là Fidelity Thì họ cũng đã chỉnh sửa lại văn bản Bitcoin Spot ETF của họ Và nạp trở lại cho SEC Thì đương nhiên đây không phải là chấp nhận hay gì hết các bạn Nhưng mà cũng là một dấu hiệu là có sự tiến triển Kế đó chúng ta thì là công ty Vanex. Thì công ty Vanex này đó là công ty chúng ta cũng đã từng nói đến nhiều à, nhất là ngày hôm qua khi mà họ đưa ra những cái nhận định liên quan đến thị trường crypto và cái nhận định bullish về Solana. Thì công ty Vanex này đó họ cũng đã để đơn để xin phép SEC cho họ xí cái quỹ Bitcoin ETF của họ tức là cho phép họ chuẩn bị tài sản cho cái quỹ này khi mà phát hành khác với là BlackRock đó, thì BlackRock các bạn nhớ tuần vừa rồi thì cũng đã để đơn xin phép SEC cho họ seed nhưng mà họ sẽ seed bằng tiền mặt đối với VNX thì họ sẽ seed bằng Bitcoin chứ không phải tiền mặt cũng đồng nghĩa là gì các bạn đồng nghĩa là nếu như mà cho phép thì họ sẽ bắt đầu thu mua bitcoin thì có thể nhiều bạn cảm thấy là khó hiểu cái phần này là gì thì giống như là các bạn hiểu đơn giản đi khi các bạn chạy đua thì tất cả mọi người đều xếp hàng để mà chờ khi nào các bạn nghe cái tiếng còi rồi thì mọi người mới bắt đầu chạy để cho công bằng chứ nếu như mà chưa có nghe cái tiếng bắt đầu chưa có nghe cái tiếng còi mà bạn đã chạy trước thì đâu có công bằng đâu thì cũng tương tự như vậy tất cả những quỹ bitcoin spot etf này đang chờ đợi để được duyệt và SEC sẽ không có cho phép bất cứ quỹ nào có sự chuẩn bị trước tại vì như vậy nó sẽ không công bằng với những quỹ còn lại giống như là khi mà một cái quỹ nào đó họ đã tích lũy sẵn nhiều Bitcoin trong cái đệ đơn ETF của họ khi mà bắt đầu thông qua đây họ đã có thể bắt đầu là bán những cổ phần rồi họ sẽ chiếm thị trường cho nên tất cả đều phải chờ đợi SEC để có thể là cho phép cùng một lúc thì các bạn thấy được là những công ty bây giờ đã cũng đang chờ đợi cái đó cái đó là theo Lý thuyết mà thôi, trên thực tế đó, thường nghĩ là có khả năng rất cao những công ty như BlackRock, nhưng công ty như là Vanguard họ cũng đã mua Bitcoin âm thầm thông qua một cái quỹ riêng nào đó mà SEC không có biết các bạn. Khi nào mà được thông qua đó thì họ sẽ làm cách nào đó để mà chuyển đổi số lượng Bitcoin đó về cái quỹ của mình và sau đó họ có thể bán cổ phần của quỹ Bitcoin Spot ETF của mình nếu như mà thông qua. Một điều các bạn nên hiểu đó cho dù họ có chuẩn bị bao nhiêu đi nữa, nếu như mà cái nhu cầu thu mua Bitcoin Spot ETF cao thì khi mà họ có thêm tiền nên họ sẽ lấy tiền đó để mà đi thu mua Bitcoin. Nhiều bạn nói là những quỹ này đó họ đâu có ngu đâu mà thu Bitcoin với giá cao. Không phải là những quỹ này họ muốn thu giá cao hay giá thấp các bạn. Kinh căn bản những cái công ty này đó họ muốn phát hành Bitcoin Spot ETF để làm gì các bạn? Để cho họ có thể kiếm được tiền từ quản lý quỹ. Khi mà người ta đưa tiền cho họ thì họ lấy tiền đó để mà đi thu mua khôi Trên căn bản đó, khôi là 1.000 đô, 100.000 đô hay là thậm chí 1 triệu đô la. Thì đối với những quỹ này nó cũng không có nhiều sự khác biệt đâu. Tại vì trên căn bản, họ lấy tiền khách hàng xong mà họ đi thu mua. Rồi họ đưa cổ phần đó cho khách hàng các bạn. Thì trên căn bản, họ sẽ lấy một phần cái tiền quản lý trong tổng số tiền mà họ đang dùng để đầu tư và đương nhiên những công ty này họ sẽ cố gắng thu về không một cách nào đó mà không ảnh hưởng đến giá trên thị trường nhưng mà trên căn bản đó các bạn đã thấy những lúc mà FOMO cực độ những lúc mà thị trường cực kỳ sôi động cái số lượng Bitcoin có thể được bán thông qua dòng ngoài, thông qua những sàn OTC thì cũng không còn bao nhiêu hết các bạn. Giống như là những cái Bitcoin trên đó là những cái mà những người khác muốn bán. Chứ đâu phải lúc nào cũng có đâu các bạn. Cho nên tới mức đầu đó thì những quỹ này họ cũng phải đi thu mua với cái giá spot trên thị trường mà thôi. Và đương nhiên đây sẽ là cái hiệu ứng mà chúng ta sẽ có từ từ sau này khi mà nhiều người tới tham gia hơn như là thường đã chia sẻ trong những video trước đây các bạn mới đầu đó chúng ta có thể thấy được cái sự sôi động liên quan đến giá cả nhưng mà sau đó đó thì giá cả sẽ được đẩy lên khi mà chúng ta thấy thị trường ngày càng nóng lại và có thêm nhiều nguồn tiền mới vào và điều đó sẽ cần thời gian cũng giống như là sau khi có Bitcoin halving thì cần thời gian để cho cái số lượng Bitcoin được sinh ra mọi lốc đó bị giảm đi phân nửa đó thì cái nguồn cung đó mới từ từ thấm vào trong thị trường và nói tới khả năng để có Bitcoin Spot ETF thì các bạn cũng đã biết là JP Morgan nghĩ chúng ta sẽ có vào tháng 1 của năm 2024 Mới đây thôi đó, chúng ta đã gần hết năm nay rồi các bạn, bây giờ đã là ngày 30 tháng 10 rồi Ngày mai sẽ là ngày Halloween ở Hoa Kỳ à, Và ngày mai đó, Thùng sẽ dẫn con đi Halloween cho nên à, có thể Thùng sẽ chia sẻ một cái video ngắn hơn thường lệ À nhưng mà mới đây thôi ra gần hết năm 2023 rồi các bạn. Chúng ta sắp sửa bước qua 2024 và đầu năm 2024 sẽ là lúc mà JP Morgan nghĩ chúng ta sẽ có một bitcoin spot ETF. Chúng ta nhìn vào những công ty như Bloomberg đó thì ước tính là 90% chúng ta sẽ có một bitcoin spot ETF vào năm sau. Và hôm nay chúng ta cũng có một nhận định đến từ tỷ phú Mike Novartes các bạn. Đây là người đứng đầu của công ty Galaxy Digital và Mike Novartes cũng đang nghĩ là chúng ta sẽ có một bitcoin spot etf trước cuối năm nhưng mà khả năng cao đó là bitcoin spot etf sẽ bắt đầu giao dịch vào đầu năm sau chứ không phải là trong năm nay nhưng mà sẽ có tin tức tốt từ đến cuối năm đó là cái lòng tin của Minorat nói chung đó khi mà chúng ta nhìn vào tất cả những thông tin mà chúng ta nhận được thì rất là bonus các bạn khả năng cao là sẽ có một Bitcoin Spot ETF nếu như mà không có Bitcoin Spot ETF được thông qua mà tất cả bị từ chối đó thì tôi nghĩ đây sẽ là cái cú lừa rất là lớn và sẽ nhiều người cũng rất là thất vọng các bạn tại vì những công ty ở phố Wall này mà không thể có Bitcoin Spot ETF thông qua thì những công ty trong crypto làm sao có thể đủ khả năng để mà thúc đẩy một Bitcoin Spot ETF và sau đó sẽ dẫn đến các bạn là hàng loạt những cái vụ kiện giữa SEC và những công ty kia à, nhất là chúng ta có thể nhìn thấy được là có một cái video đó một số người đã tìm thấy được và trích ra chia sẻ trên mạng xã hội đó chính là một cái clip clip này rất là ngắn để thường chia sẻ với các bạn trong vòng 19 giây mà thôi thì khi mà còn giảng dạy tại trường đại học MIT đó thì Gary Gensler đã nói là không có lý do gì Có ETF Bitcoin futures không có một Bitcoin spot ETF Bitcoin futures and I think Ethereum futures and so forth will exist, and Bitcoin ETFs have not, and that, that feels a little inconsistent to me uh, as an observer, and I'm now you know in academia, right. but it seems, it feels a little inconsistent, even though the laws aren't exactly the same; they're quite similar. Cái mà Gary Gensler nói tới đó đương nhiên lúc này ông vẫn chưa phải là chủ tịch của SEC và lúc này vẫn chưa có Bitcoin futures ETF nhưng mà Bitcoin futures đã có rồi và Ether futures cũng đã có rồi. Và ngay cả chưa có Bitcoin Futures ETF đó, mà Gary Gensler cũng đã nói là sản phẩm Futures trên sàn CME thì nó tương tự như là sản phẩm ETF thì tại sao có một mà không có cái kia được. À, nhưng mà đương nhiên bây giờ ông đã là chủ tịch của SEC thì à, hoàn toàn khác nhau các bạn. <laughs> Thay đổi 180 độ, ngay lại càng có nhiều dẫn chứng là Gary Gensler có thể nhận lệnh một ai đó để muốn quản lý và làm cho thị trường này phát triển chậm lại nhưng mà chậm tới lúc nào các bạn thấy được là tới cuối cùng đó thì tháng 1 của năm sau chúng ta cũng sẽ phải có kết quả tại vì không thể trì hoãn hơn nữa và chúng ta cũng đã trước đây đã thấy nhiều cái thông tin tốt liên quan tới dự kiện giữa SEC và Ripple cả năm thông tin tốt các bạn nhưng mà cuối cùng đó thông tin cũng không làm cho chúng ta thất vọng hy vọng lần này thông tin cũng không làm cho chúng ta thất vọng tại vì cái nhu cầu bây giờ đó đang từ từ tăng lên các bạn và cái nhu cầu lần này đó lại không phải đến từ những nhà đầu tư thông thường như là thông với các bạn mà trên căn bản bây giờ đó chúng ta vẫn chưa thực sự có nhiều cái tiền từ những cái nguồn mới đi vào thị trường này mà chúng ta lại thấy cái sự FOMO đến từ những cái tổ chức đầu tư các bạn một trong những dẫn chứng là sàn CME đây là cái sàn giao dịch hợp đồng tương lai tại Hoa Kỳ và sàn này đã chỉ dành cho những tổ chức đầu tư phố Wall dùng mà thôi và các bạn đã thấy được là gần đây đó cái số lượng lệnh được mở trên sàn CME đã đứng vị trí thứ nhì rồi, 103.000 lệnh. Trong khi Binance là cái sàn lớn nhất bây giờ với cái số lệnh Futures là 111.000 lệnh thì sàn CME đã sắp sửa chuẩn bị qua mặt Binance các bạn và sàn Binance được sử dụng ở nhiều quốc gia trong khi CME là sàn chỉ ở Hoa Kỳ mà thôi và chỉ dành những tổ chức đầu tư cho các bạn thấy được là những tổ chức đầu tư họ đang thực sự là quan tâm đến thị trường này như thế nào. Chúng ta cũng có một lời phát biểu đến từ một tỷ phú các bạn. Đây chính là tỷ phú Stanley Druckenmiller, cái người ở bên tay trái, người bên tay phải đó là một người mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc. Đó chính là tỷ phú Paul Tudor Jones. Thì tỷ phú Paul Tudor Jones là một người mà rất ủng hộ crypto. Các bạn cũng đã từng nghe ông phát biểu nhiều lần rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe từ tỷ phú Stanley Druckenmiller. Hai người này đó đã có một cuộc trò chuyện với nhau. Thì tỷ phú Stanley Miller đã nói với tỷ phú Paul Tudor Jones là vàng và Bitcoin đó thì đối với ông là tương tự như nhau, chỉ khác nhau về tuổi đời. Và ông nói là tôi đã 70 tuổi, tôi sở hữu vàng, tôi đã ngạc nhiên khi Bitcoin bắt đầu nổi lên. Nhưng anh biết đó, rõ ràng là giới trẻ coi nó như một tài sản lưu trữ giá trị vì nó dễ dàng hơn nhiều trong việc giao dịch. Đối với tôi, Bitcoin đã 14 năm, nó giống như là một thương hiệu. Tôi thích vàng bởi vì nó là một thương hiệu có 5.000 năm tuổi. Tôi thích cả hai, hiện thì tôi không có sở hữu Bitcoin nào, nhưng mà tôi cũng nên có Bitcoin. Thật ra Stanley Druckenmiller Miller đã cũng đã từng có Bitcoin rồi các bạn, đó chính là năm 2021. Nhưng mà sau đó đó khi mà Fed bắt đầu tăng lãi suất thì trên đài CBC, ông quên nói là ông đã bán hết Bitcoin của mình. Bây giờ ông nói là có thể là ông nên tích lũy lại Bitcoin các bạn. Đó là ở Hoa Kỳ mà thôi. Chúng ta nói tới một số những quốc gia khác đi như là hôm nay đây chúng ta có thông tin đến từ công ty Zodia thì Zodia là công ty mà lưu trữ tài sản crypto nghĩa là công ty lưu ký đó các bạn thì họ đã bắt đầu là đi đến thị trường Hồng Kông lý do tại sao đó thì công ty Zodia nói là họ thấy được cái nhu cầu đến từ những tổ chức đầu tư các bạn institutional demand đang rất là cao và công ty này đã hợp tác với lại Standard Chartered ngân hàng lớn đó. cùng với lại công ty SBI Holdings và Northern Trust thì tất cả công ty này đó họ cùng nhau cung cấp dịch vụ cho Hồng Kông các bạn và sẽ phục vụ cho những cái tổ chức đầu tư ở Hồng Kông. Tại vì bây giờ các bạn biết là Hồng Kông nó muốn trở thành trung tâm crypto thì họ sẽ bắt đầu có những sàn được thông qua và những sàn đó nó sẽ cần có những dịch vụ như là Zodia để mà lưu trữ những tài sản crypto của mình. À, các bạn thấy được đây là một dẫn chứng đến từ Hồng Kông và thêm vào đó nữa chúng ta cũng có một thông tin đến từ Thái Lan. Đó chính là ngân hàng theo thường độc đây là Kasikorn hay là KBank các bạn. Đây là một ngân hàng Thái Lan và cho biết đó họ đã mua 97% cổ phần của sàn crypto gọi là Satan giống như Satan vậy các bạn hoạt động tại Thái Lan nhưng mà các bạn đừng lo họ bỏ ra con số không hề nhỏ họ bỏ ra tới gần 103 triệu đô la để thu mua cái sàn này không phải là con số nhỏ đâu các bạn và sau khi mà thu mua 97% cổ phần rồi đó thì họ sẽ đổi tên từ Satan sẽ đổi tên thành sàn Obex À, nói chung thì sẽ dễ nghe hơn là cái tên à, mà chúng ta mới vừa đọc. Thì chúng ta thấy được là đây là một ngân hàng lớn ở Thái Lan và cũng là ngân hàng đến từ thị trường tài chính truyền thống đã thu mua 97% cổ phần của một sàn giao dịch crypto và ngân hàng K-Bank này đã cũng không lạ trong thị trường crypto. À, các bạn thấy được là cái này là vài tháng trước đó họ cũng đã thông báo là họ sẽ đầu tư 100 triệu đô la cho một cái quỹ và quỹ này sẽ hỗ trợ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo fintech và web 3 à, và chúng ta thấy được là những công ty khác như là Siam Commercial Bank cũng đầu tư vào crypto và web 3 những gì mình thường duy chia sẻ với các bạn đó ít nhiều gì cho các bạn thấy được là có cái gì đó đang thay đổi khắp nơi những tổ chức đầu tư những tỷ phú là những người mà chúng ta thấy là bây giờ đó đang nói tốt về crypto hiện tại không giống như là chúng ta nói tới năm 2020 hay là năm 2019 các bạn lúc đó chúng ta phần lớn chỉ là những người trong thị trường crypto này thôi đợt này đó các bạn thấy là có những công ty lớn như hàng lớn họ đều nói là họ rất là con thú muốn có một thị phần trong thị trường này và một điều khác nữa đó làm cho thường suy nghĩ nhiều hơn. Chúng ta hãy nói tới Vương quốc Anh đi các bạn. Chúng ta bây giờ hãy đổi quốc gia qua chính phủ Anh. Thì chính phủ của nước Anh họ đã công bố kế hoạch cụ thể để áp đặt quy định tiền điện tử. Những thay đổi này đây dự kiến sẽ được triển khai bắt đầu vào năm 2024. Cuối cùng chúng ta cũng đã có những quy định chính thức và cụ thể hơn. Thì có bốn điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là kế hoạch công bố bao gồm việc thiết lập quy định cho các sàn giao dịch tiền điện tử để thực hiện các tiêu chí niêm yết một token một cách nghiêm ngặt và công bố các thông tin cụ thể khi có niêm yết mới. Có nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là khi mà bắt đầu áp dụng rồi đó, các bạn là một sàn giao dịch hoạt động ở nước Anh, thì các bạn sẽ không thể muốn list đồng nào thì đồng đó các bạn, các bạn phải có một cái lý do list token cụ thể được chia sẻ và phải tuân thủ theo cái quy định đó chứ không phải là muốn list đồng nào thì list đồng đó kế đó đó thì điều thứ nhì mục đích là để bảo vệ người tiêu dùng cũng như là thúc đẩy cái sự đổi mới, có nghĩa là quy định lập ra để có thể tiếp tục hỗ trợ số chuyện của thị trường này ở nước Anh và nước Anh đang lên kế hoạch để mà áp dụng quy định cho các hoạt động giao dịch cho vay và bảo quản tài sản tiền điện tử dưới cùng một chế độ quy định như dịch vụ tài chính truyền thống cái này quan trọng các bạn và cái này nó cũng sẽ gắn liền với những gì chúng ta vừa chia sẻ liên quan tới ngân hàng ở Thái Lan liên quan đến những tỷ phú ở Hoa Kỳ liên quan đến những công ty full War muốn tham gia vào thị trường này đó chính là cái câu cuối cùng các bạn dưới cùng một chế độ quy định dịch vụ tài chính truyền thống và để hiểu đọc cái phần thứ ba này nó sẽ rõ ràng hơn Bộ Tài chính nước Anh tuyên bố là họ có ý định khiến các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động theo khuôn khổ pháp lý tương tự như các công ty giao dịch truyền thống như là LMAX Group hay là TPI Cap. Điều này có nghĩa là làm rõ hơn về mức độ quy định mà họ mong muốn có thể có được trong thị trường crypto này. Thì một mặt chúng ta thấy được là những công ty truyền thống tài chính, những công ty phố war họ đã đi vào thị trường này ngày lại càng sâu hơn. Cái đó chúng ta đã thấy rất rõ ràng rồi. Nhưng mà một điều khác nữa đó, tuy là họ đi vào thị trường này, họ sẽ mang theo cái gì các bạn, mang theo khách hàng của họ, mang theo tiền của thị trường truyền thống vào trong thị trường này. Thì những bạn nào mà lưu trữ thứ tù đương nhiên sẽ vui rồi. Tại vì chúng ta được là chúng ta sẽ thấy là khả năng cao giá sẽ tăng trưởng theo thời gian khi mà thị trường này càng lớn mạnh hơn. Nhưng mà một mặt khác đó, thì các bạn thấy rất rõ ràng là những công ty này, họ đi vào thị trường này không phải là để cạnh tranh với những sàn như là Coinbase hay là cạnh tranh với Binance Mà họ đi vào thị trường này với mục đích là họ muốn lấy thị phần của thị trường này các bạn Họ muốn trở thành công ty lớn nhất trên thị trường này Ngay cả ngân hàng mà chúng ta nói tới K-Bank Thì cái mong muốn của họ là họ muốn chiếm hầu hết thị trường crypto ở Thái Lan Chứ không phải là họ vào để mà cạnh tranh với những sàn crypto khác đâu các bạn Và chúng ta cũng thấy được là những công ty như là chúng ta nói tới là BlackRock những công ty đó nó khi mà họ có Bitcoin Spot ETF rồi một cách nhìn khác thì Bitcoin Spot ETF hoàn toàn có thể ăn mòn đi thị phần của Coinbase sẽ có một số người họ sẽ chuyển qua để mua Bitcoin Spot ETF họ sẽ cảm thấy là an toàn hơn mua Bitcoin Spot ETF thì khỏi cần phải quan tâm đến việc tự lưu trữ crypto của mình và BlackRock là công ty lớn quản lý nhiều tiền nhất trên thế giới thì cần gì phải lo lắng trong khi mà Coinbase thì nhiều người cũng không có chắc chắn lắm các bạn thì nói chung đó, các bạn thấy được là cái sự thay đổi đã có và đang diễn ra trước mặt của chúng ta và tất cả những gì đang xảy ra đó, thường cảm thấy là nó đi theo quy trình và chúng ta đã lấy cái bước là những công ty truyền thống đi vào thị trường này họ sẽ khiến thị trường này lớn mạnh hơn nhưng mà khác họ sẽ trở thành những công ty lớn nhất trên thị trường này và họ sẽ từ từ lớn sân những công ty crypto mà đã hoạt động từ bấy lâu nay và các bạn có thể nhìn thấy rõ là những công ty mà hoạt động ở UK bây giờ đã chúng ta có thể thấy là Binance đã không còn nữa, Bybit cũng không còn nữa thì chúng ta nghĩ là những sàn nào sẽ được ủng hộ các bạn những sàn mà có khả năng để tuân theo khuôn khổ quy định như là những công ty tài chính truyền thống và để tuân theo khuôn khổ quy định những công ty tài chính truyền thống thì các bạn nghĩ là những công ty nào họ đang ở cái vị thế có thể tuân theo đó chính là những công ty tài chính truyền thống các bạn đó là suy nghĩ cá nhân của thùng mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới chúng ta bây giờ hãy chuyển quốc gia một lần nữa và chúng ta hãy nói tới những quốc gia như là ở Singapore, Japan, nước Anh và ở switch các bạn ở Thụy Sĩ thì chúng ta có thể nhìn thấy được là có một cái dự án gọi là Project Guardian thì dự án này đó họ nói là họ chuẩn bị tiến thêm một bước để có thể phát hành những tài sản token hóa như là tài sản thật nhưng mà giao dịch trên mã hóa các bạn có những cái token đại diện những tài sản đó thì cái này đó là một trong những cái thử nghiệm đến từ bốn quốc gia này và đây là một phần của một cái dự án lớn đã có một thời gian gọi là Project Guardian và điều mà các bạn lưu ý ở đây đó là Project Guardian là họ sẽ thử nghiệm để mà di chuyển tài sản xuyên quốc gia sử dụng token và họ sẽ sử dụng gì các bạn sử dụng một mạng lưới có thể tích hợp được với nhiều mạng lưới khác và họ sẽ sử dụng một cái mạng lưới gọi là Open Blockchain các bạn một mạng lưới blockchain công cộng chứ không phải là mạng lưới blockchain tư nhân đây là điều mà các bạn nên hiểu tới cuối cùng đó thì mỗi quốc gia mỗi một công ty họ hoàn toàn có thể có cái mạng lưới riêng của họ nhưng mà nếu như mà họ thật sự là muốn tiếp cận được với lại những cái thị trường khác thì tới cuối cùng những cái mạng lưới tư nhân này cũng phải có cách để mà thích hợp với những mạng lưới công cộng như là chúng ta nói tới Ethereum, Cardano vân vân thường cũng có một cái cập nhật liên quan tới Wall Street Journal. Các bạn thấy được là Wall Street Journal đã, đã, viết một cái bài viết và họ cũng đã phóng đại vai trò của crypto trong việc tài trợ khủng bố. Thì ngày hôm nay đây chúng ta nhận được thông tin là tới cuối cùng tạp chí Forward cũng đã thừa nhận sai và chỉnh sửa lại bài viết của mình. Thừa nhận là họ đã phóng đại vai trò của crypto trong việc tài trợ khủng bố. Các bạn đã nhớ được Thượng nghị sĩ Warren đã lợi dụng bài viết từ Wall Street Journal để kêu gọi hơn 100 trăm nhà lập pháp tấn công crypto nhưng mà buổi điều trần tại quốc hội tuần trước đó là một thảm họa của Warren và thùng cũng đã dành thời gian để mà xem các bạn nhưng mà thùng đã trích ra một phần những cái clip mà thùng cảm thấy là cực kỳ sôi động nhưng mà thùng cũng chưa có thời gian để mà dịch ra và chia sẻ với các bạn có thể là trong ngày mai ngày mốt đó thùng sẽ chia sẻ nhưng mà chắc chắn trong tuần này thùng sẽ chia sẻ với các bạn tại vì cái video này cũng khá dài nó đã hai tiếng 20 phút các bạn và thường cũng đã dành thời gian để xem hết ngày hôm nay và chỉ dài phần thường cảm thấy là quan trọng mà thôi và các bạn thấy là cái phiên bản trước đó của Wall Street Journal đó họ ra phóng đại họ nói là cái số lượng tiền mà thông qua sử dụng crypto thường nhớ là họ nói là cả trăm triệu hay gì đó nhưng mà tới cuối cùng đó họ nói là có thể là 12 triệu hay là ít hơn và đây là con số của một năm các bạn 12 triệu tính tổng cộng từ năm 2021 cho tới bây giờ và cho dù là như vậy đó thì công ty Elliptic công ty mà theo dõi những cái ví này họ cũng không chắc chắn là 12 triệu này là tất cả liên quan tới à, những cái mục đích đó có thể là phần 12 triệu này có nhiều số tiền trong đó là đến từ những cái giao dịch thông thường. Nói chung thì con số thấp hơn nhiều so với con số mà họ đã chia sẻ. Và tại sao các bạn đã thấy được là đối với việc là tài trợ như mình làm xấu đó thì đã có từ lâu rồi. Chứ không phải là mới đây đâu các bạn. Chúng ta thấy được là trước khi có crypto thì đã có nhiều cách để có thể kêu gọi được tiền để làm những việc xấu. Thì bây giờ tại sao mà nhiều người họ chỉ muốn nói về vai trò crypto mà thôi tôi nghĩ có thể là crypto là một cái gì đó vẫn mới và gây ra cái sự tò mò cho nên những nhà báo đó họ sẽ viết vào cái góc cạnh đó thì sẽ có nhiều người xem hơn các bạn và những người nào không lấy crypto đó thì họ sẽ nhanh chóng xem tại vì nó phù hợp với lại cái suy nghĩ của họ hay là những người nào mà thích crypto thì cũng sẽ xem ngay tức các bạn để xem coi là những gì được chia sẻ có đúng sự thật hay là không cho nên những cái bài báo lớn ngay cả Wall Street Journal cũng làm méo mó sự thật để có thêm độc giả nhưng mà điều mà thường có thấy quan trọng hơn đó là thượng nghị sĩ Warren đã kêu gọi cả đống người đứng lên để mà chống đối crypto nhưng mà tới cuối cùng đó thì trong cái buổi điều trần này mọi thứ đều được làm rõ bởi những cái nhân chứng được mời đến các bạn đây là những giáo sư những người mà họ chuyên về theo dõi tài liệu on chain và họ không phải làm việc cho thị trường crypto. Trên những cái lời nói của họ đó thì nó có trọng lượng hơn và những người này những người mà cũng không có tên tuổi trong crypto đó các bạn. Đây là những người mà họ hoàn toàn làm việc cho những cái cơ quan khác nhau và họ cũng đã chứng minh được là trên căn bản đó crypto là một phần cực kỳ nhỏ và không phải là nơi mà chúng ta nên quan tâm đến các bạn. Tiền được gây dựng để mà tài trợ những việc làm xấu đó thông qua rất nhiều những cái kênh khác nhau và một trong những kênh đó chính là liên quan đến là thu nhập các bạn thu nhập của những quốc gia như iran rất là cao về việc bán dầu và thứ nghi nữa đó là chúng ta nói tới là những cái quỹ từ thiện rất nhiều những quỹ từ thiện đó thì họ mang danh nghĩa là từ thiện để mà hỗ trợ tôn giáo nhưng mà trên căn bản tiền đó là được dùng để làm chuyện xấu nói chung nó thường sẽ chia sẻ một vài cái clip mình gặp thấy là cũng rất là thú vị với các bạn trong những video kế tiếp và ở phần cuối video này chúng ta sẽ nói tới ngày ra tò của salmon free hôm nay ra sao các bạn thì cập nhật phiên tò ftx ngày hôm nay Salmon Free đã cuối cùng cũng đã thừa nhận hôm nay các bạn trước tòa là đã dùng tiền của FTX để trả nợ cho Alameda Research và biết làm như vậy có thể dẫn đến khủng hoảng ở FTX các bạn và khiến cho sàn FTX bị sụp đổ. Chi tiết hơn đó là ngày hôm nay, phiên chất vấn của công tố viên Daniel Sasson đã diễn ra vô cùng căng thẳng các bạn tại vì các bạn đã biết là tuần vừa rồi đó thì Simon Free đã quyết định là sẽ tự đứng lên để mà làm chứng cho bản thân của mình và làm như vậy là một bước đi cực kỳ nguy hiểm tại vì trong những phiên tòa hình sự đó như thường chia sẻ phần lớn những cái bị cáo họ sẽ giữ im lặng các bạn đó là quyền của họ và khi họ giữ im lặng đó thì họ không cần phải nói gì hết và không cần phải chấp nhận chất vấn của công tố viên nhưng mà khi mà họ đã muốn đứng lên từ làm chứng rồi đó thì họ cũng phải chấp nhận cái sự chất vấn của công tố viên và khác với lại khi mà các bạn à, đang bị điều tra trước tòa đó, thì các bạn không thể nào mà không trả lời như là câu hỏi nào cũng phải trả lời và trả lời trước mặt những bộ thẩm viên thì trước bộ thẩm đoàn đó công tố viên ngày hôm nay đã trình bày thông tin tại vì các bạn đã nhớ là tuần trước đó đó thì cái người mà hỏi salmon free đó chính là luật sư của salmon free nhưng mà hôm nay không phải các bạn hôm nay là có phiên chất vấn đến từ công tố viên thì công tố viên đã trình bày thông tin từ những ghi chú của Simon Free sau khi mà sàn FTX phá sản vào tháng 11 của năm ngoái. Trong đó đó Simon Free khẳng định là đế chế crypto của mình sẽ ổn định nếu như mà Alameda thực sự tách biệt hoàn toàn 100% và hoàn toàn không liên quan tới FTX. Điều này cực kỳ quan trọng các bạn. Tại vì sao? Tại vì trên thực tế đó thì chúng ta đã thấy được là công tố viên đã trình bày qua nhiều email, qua lời khai trước quốc hội và các tuyên bố trước báo chí thì Simon and Freed luôn nói Alameda là một công ty độc lập nhưng mà trong những cái ghi chú nội bộ của FTX thì Simon Frieda lại nói với lại những nhân viên của mình, những người làm việc chung với mình là sự việc của Sam FTX sẽ không có xảy ra nếu như mà Alameda hoàn toàn tách biệt 100%. Điều này hoàn toàn ngược lại với những gì mà Sam chia sẻ với công chúng. Trong một email từ năm 2022, Simon Fried nói là tài khoản của Alameda giống như của tất cả mọi người khác có nghĩa là Alameda cũng là một trong những cái khách hàng của FTX mà thôi không gì khác biệt hết nhưng mà những tuyên bố này đã giờ đây trở nên mâu thuẫn khi mà Simon Free thừa nhận là Alameda có những quy tắc riêng biệt cho việc thanh lý tại FTX so với khách hàng khác một sự thật mà Simon Free thừa nhận đã biết ít nhất là từ năm 2020 các bạn đã nhớ là lúc mà sàn ftx bắt đầu đó thì alameda là market maker là một trong những khách hàng và là nhà tạo lập thị trường của sàn ftx và theo lời khai của simon free cái tuần vừa rồi đó thì simon free nói là từ đầu à, đã nghĩ là những cái khách hàng lớn nhà alameda nếu như mà thanh lý sai đó thì có thể dẫn đến à, cái sự sụp đổ của sàn ftx vì lý do đó simon free đã nói với lại gay quen đồng sáng lập là làm cách gì đó để khiến cho Alameda không bị thanh lý Nhưng mà Simon Free nói ra đâu có biết cách đó Là không thanh lý Alameda đâu Dẫn đến Alameda gặp sự cố như ngày hôm nay Thì các bạn đã thấy được là Hai cái, một cái được chia sẻ nội bộ Một cái được chia sẻ công chúng Hoàn toàn khác nhau Và Simon Free đã biết Alameda đã không giống như những khách hàng khác tại vì những khách hàng khác đó đều bị thanh lý nhưng mà Alameda thì không và chúng ta thấy được là Simon Free đó không tiết lộ những đặc quyền này cho khách hàng hoặc nhà đầu tư điều này là bằng chứng quan trọng của hành vi lừa đảo công tố viên cũng chỉ ra một điểm quan trọng khi mà simon free hướng dẫn caroline allison của alameda research chả nợ cho các bên cho vay mặc dù biết rằng điều này có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính của FTX. Các bạn đã nhớ là sau khi uh, thị trường gặp những sự cố liên quan tới Luna đó, các bạn đã biết là nhiều những công ty họ đã đòi nợ thì uh, Alameda không có tiền trả. Lúc đó nó sao mà nói là yên tâm cứ lấy tiền của FTX đi mà trả. Thì đương nhiên các bạn thấy tiền đó là của khách hàng dẫn đến sự sụp đổ của FTX sau này. Bằng chứng mà công tố viên nói là bao gồm email giữa Sam Free và Allison. <laughs> cái bạn nghĩ ai là người cung cấp email đó <laughs> tuy nhiên là alison rồi thảo luận về đầu tư mạo hiểm về việc tìm kiếm vốn ở trung đông và xem xét đổi tên alameda thành modulo một công ty mới nói chung nếu như mà simon free thật sự nghĩ là alameda là công ty riêng biệt thì tại sao lúc đó lại phải chạy đi tìm vốn ở trung đông tại sao lại muốn đổi tên alameda thành một công ty khác để có thể xóa hết những cái dấu vết đó các bạn và simon free nó nói rằng mình không nhớ rõ các chi tiết cụ thể trước tòa thì Sam không thể là không trả lời được các bạn và không thể trả lời qua lo chỉ có thể nói là mình không nhớ mà thôi và Sam Free đó đã bảo vệ quyết định của mình bằng cách nói là không nghĩ xác suất của việc đó việc đó đây chính là cái sự sụp đổ của FTX bị khách hàng tới rút tiền hàng loạt xảy ra là đáng kể vào thời điểm đó nhưng mà công tố viên đó thì tiếp tục áp lực các bạn dồn Sam vào uh, một cái góc và cuối cùng đó Sam cũng đã phải thừa nhận là mình biết rủi ro có thể trở thành lỗ hỏng tài chính Nói chung đó thì các bạn thấy là những chuyên gia pháp lý đánh giá việc Sam and Free tự làm chứng là một sai lầm lớn. Tại vì khi mà Sam bị chất vấn như thế này đó thì không thể không trả lời và không thể trả lời chung chung được các bạn. Cứ phải bị công tố viên tiếp tục gây áp lực đến khi nào trả lời mà thôi. Và một câu này thì công tố viên sẽ dùng những gì trả lời để tiếp tục kéo thêm các bạn giống như là các bạn thấy là có một cái sợi chỉ nó bị lòi ra ngoài các bạn nắm sợi chỉ đó và cứ kéo 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 tới mức độ đó, đó thì tất cả đều sẽ đổ vỡ các bạn đó chính là cách mà công tố viên làm sam chỉ cần nói sai một từ thôi thì từ đó công tố viên sẽ bắt đầu đào sâu hơn và đào sâu hơn cho đến khi nào sự thật được phơi bài trước mặt bồi thẩm đoàn và làm rõ những lỗ hỏng trong lời khai của sam and free Hôm nay là ngày bị chất vấn đầu tiên các bạn Hình như thường biết là ngày mai cũng sẽ là ngày được chất vấn kế tiếp của Simon the Free Để xem coi ngày mai Simon the Free lại lỡ nói câu nào hoặc là thú nhận việc gì nữa các bạn Nói chung thì tình hình hoàn toàn không khả quan cho Simon the Free hiện tại Và đây là tất cả những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nghe được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance, Alineax và một số nhiều điều khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Thank <laughs> you.